nghe theo sự chỉ dẫn của tiểu tuộc lưu phong nhìn về phía cánh cửa trước mặt trong căn phòng phía trước sau đúng thế nữ võ thần liền đưa súng lên khi lưu phong nói nếu đã vậy tô vân mở đường đi rõ một phát nổ súng cả đám thây ma đã tan xác cánh cửa cũng bị phá tan lưu phong bước vào ngạc nhiên bởi cảnh tượng trước mặt một nữ thây ma đang cắn chết một người đàn ông cứu tôi lưu phong cũng có chút ngạc nhiên quái lạ con zombie này lại không hề sợ tôi màn hình kim su Yuen đang quan sát sự việc cũng nhận ra tôi nhận ra người phụ nữ này hôm qua bọn tôi vừa cứu cô ấy khỏi tay một đám đàn ông sao cô ấy lại biến thành zombie khúc lăng xương thêm lời tôi cũng biết gã đàn ông này hôm qua gã trêu gẹo bọn tôi bị bạn tôi dạy cho một bài học lưu phong che miệng suy nghĩ như cỏ năn nhưng hệ điều hành nobita chẳng lẽ vụ zombie này là do con người gây ra tiểu tuộc lát nữa mày lục soát ký ức đi tiểu tuộc lại gần được chủ nhân nhưng vừa hay con thây ma kia cũng bỏ chạy. Zombie chạy rồi tiểu tuộc, lên. Tiểu tuộc cắm vào não bộ của tên kia, hình ảnh cũng hàng loạt hiện lên. Rõ, thì ra là thế, người phụ nữ kia bị một đám người tiêm virus vào người nên biến thành zombie. Sau đó bọn chúng còn hu nữ zombie này, sở thích của con người dị thật đấy. Lưu Phong chơi biết bao thể loại mà nghe được cái này cũng tái mét mặt mày. Cái gì? Tiểu tục nói thêm. Người phụ nữ này đúng là số khổ, phải nuôi cha mẹ, nuôi con trai, còn bị lũ côn đồ chặn ở góc đường, cuối cùng sau khi được người của chúng ta cứu lại vẫn xảy ra chuyện. Sao vào thời khắc nguy cấp bị zombie bao vây thành mà con người vẫn nội chiến vậy chứ, đúng là kỳ lạ. Lưu Phong nghiến chặt răng, mắt đỏ rực lên đầy cay đắng. Con mẹ nó, lũ súc sinh. Rất có thể cô ấy vẫn còn trí nhớ, chúng ta đuổi theo lên nóc nhà xem đúng rồi, ký ức gã cho biết tên đầu sỏ hiện đang trốn ở trên nóc nhà. Nhưng nữ võ thần lại ôm cậu từ sau lưng, nhảy lên trên cao. Được, từ từ đã Kenly, em qua sau nhé, anh đi trước đây. Nữ võ thần Thả Lưu Phong ở dưới nóc nhà, bên trên là nữ thây ma đang nắm đầu tên tiểu lý. Cứu với, cứu tôi với. Ê mày, mẹ kiếp, cứu tao nhanh lên. Cha tao là Lý Khoan, thằng ăn mày kia. Lưu Phong chỉ liếc nhẹ gã. Hắn đã bị cắn, hết cứu rồi là chảy máu bình thường hay là huyết lệ vì oan khuất? Lưu Phong gầm gừ, khẽ lẩm bẩm. Chúng tôi rất xin lỗi vì đã không cứu ngươi đến cùng, cô gái yên tâm đi đi cô gái, tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô. Nữ thây ma đang chuẩn bị xử tên tiểu lý thì bỗng dừng lại cô vô thức mỉm cười quay đi vẫy tay và tự kết liễu bằng cách nhảy xuống ban công lưu phong cũng nghe thấy âm thanh trong tâm trí cô cảm ơn anh tạm biệt đây là mỉm cười mình hoa mắt sao lưu phong đành nhắm nghiền mắt nhưng đột nhiên gã tiểu lý to mồm kêu lên ê con mẹ mày bố bị cắn rồi cứu tao nhanh lên lưu phong không nhân nhượng mà chiếu ra tia điện trên cánh tay bạch tuộc tao vậy mà lại bảo vệ thứ rác rưởi như mày nhưng bỗng từ cửa người đàn ông lên tiếng dừng tay mau cứu con trai tôi đó lại là thằng cha lý khoan đó hai vệ sĩ chính là vệ sĩ người biến dị cấp a giao gió ánh sáng và một vệ sĩ người biến dị cấp a khác người khổng lồ một mắt mở mắt cậu chủ đừng lo bọn tôi tới cứu cậu đây ở căn cứ thành bắc mà dám gây sự với nhà họ lý may tìm đúng đường chết rồi tên người khổng lồ sử dụng nắm đấm độc nhân còn giao gió thì kích hoạt cú đá giao gió lao vào lưu phong vốn đã tức còn có chỗ để xả giận hử tìm chết cậu bật bậc thầy cung phu, bát đao lưu. Những cánh tay bạch tuộc như na cha ba đầu sáu tay mà lao vào giữ bọn chúng lại, riêng tên giao gió thì bị cắt đứt cả chân tay. Người khổng lồ bật lại ra sau kêu lớn, giao gió, Lý Khoan cũng khó mà chấp nhận được. Một, một đòn đã giết được một vệ sĩ siêu cấp của mình. Giao gió cấp A, sư phụ giao gió, bỗng lúc này, sở Sơn Hà và Quách Uy cũng bước lên. Có chuyện gì vậy? Lưu Phong ánh mắt vô hồn, nắm đầu giao gió lên dám to gan tấn công trưởng quan quân đội ở phía tây theo như quân lệnh sẽ bị xử tử tại chỗ tiểu lý đưa tay ra cầu xin cha cứu con lý khoan cũng cố giả mồm thằng dân đen to gan thả con tao ra mau lữ đoàn trưởng quách mau cứu con trai tôi nhưng quách uy lại không có vẻ gì là bị kích động ông cứ bình tĩnh hỏi rõ tình hình đã lưu phong đã xảy ra chuyện gì lưu phong trực tiếp nói ra hết như đã giấu từ rất lâu tôi điều tra ra được đầu sỏ gây ra vụ zombie lây nhiễm ở khu dân cư là kẻ này hắn tiêm virus vào người một thiếu nữ khiến cô ấy biến thành zombie để mua vui cuối cùng zombie mất kiểm soát suýt nữa đã lây nhiễm cả khu tây là trưởng quan đóng quân tại khu tây tôi quyết định xử tử hắn tại chỗ lý khoan chỉ tay thẳng mặt lưu phong cãi lại mày ngậm máu phun người con trai tao hiền lành như thế sao có thể làm ra loại chuyện đó mày có chứng cứ gì không nhưng bỗng một giọng nói vang lên bọn tôi có ai Kelly vác theo gã đồng bọn tóc xanh đến. Nhân lúc mọi người lên tầng, tôi đã tóm được đồng bọn của hắn, thẩm vấn ra tình hình thực tế. Gã ta rên rỉ cầu xin, không liên quan đến tôi, đều do cậu Lý sai khiến. Cậu ta nói chưa từng chơi zombie bao giờ. Quách uy hắng giọng, hài lòng. Nếu chứng cứ đã xác thực, theo quy định thời chiến, tôi ủng hộ quyết định của quan chỉ huy. Tiểu Lý vẫn cố giả mùng cãi lại nhem nhèm. Cái gì? Không. Các người không thể đối xử với tôi như vậy, con ả đó chỉ là một đứa dân đen, dựa vào đâu mà bắt tôi phải đền mạng lưu phong đưa tay lên kích hoạt laser chết đi đồ cặn bã gã ta bị bắn bay đầu trước khi chết còn cố hét lớn không cha cứu con con trai không lưu phong dù vậy nhưng vẫn không mấy hài lòng với kết cục này dễ dàng cho mày quá rồi thằng chó người khổng lồ nghiến răng bước lên mờ mắt anh còn làm gì đây tôi mời anh đến làm bù nhìn chắc khốn kiếp tên này giết dao gió chỉ trong một chiêu khiến mình bị thương nặng rất có khả năng là cấp S. Lưu Phong quay lại lạnh lùng nhìn. Sao? Mày cũng muốn nhảy nhót để bị tao hành quyết ngay tại đây. Bị kích động, gã ta gầm gừ, con mắt đỏ rực trên bịt mắt mở to. Sao mày dám xem thường tao? Con mẹ nó, tao liều mạng với mày. Người khổng lồ một mắt, chế độ vượt cấp. Trong một phút ở chế độ vượt cấp, mình có thể đạt đến cấp S. Sau đó mình sẽ suy yếu vài tháng. Chúng ta bây giờ đều là cấp S rồi. Mày không dọa được tao đâu. Người khổng lồ lao vào đấm Lưu Phong, nhưng cậu chỉ lạnh lùng nói ai bảo tao là cấp s lưu phong kích hoạt chế độ bạch tuộc viễn trinh nả đạn liên tục vào gã cơ thể người khổng lồ từ từ tan biến phản ứng năng lượng này mày mày là pháo ngắn bạch tuộc mày mày là cấp ss lưu phong lặng lẽ thu lại chỉ còn đống tàn dư còn ai nữa không phục là đứng ra đây đến buổi đêm lưu phong lại ngồi trên ghế sofa thở dài mệt mỏi Chạm tị nạn doanh trại tường tây ai không thể chấp nhận được rốt cuộc mình bảo vệ như thế có đáng không đang sống văn minh đạo đức là thế bỗng có giọng nói lại vang lên thủ lĩnh chúng tôi có việc tìm anh đó là kim su ion và khúc lăng sương thủy thủ kim su ion và khúc lăng sương rất tự tin naimat ngày tàn của ngươi đến rồi lần này hai bọn ta đến để làm đối thủ của ngươi lưu phong cũng tự mãn không kém cạnh lại là các ngươi nhưng các ngươi chẳng mấy cũng sẽ trở thành thuộc hạ của ta ngay thôi kim su ion liền lao vào kẹp cậu vào hai chiếc đùi gà khổng lồ to gan đỡ này đùi đao chặt siêu cấp chịu thua đi nai mát không ai có thể thoát khỏi đùi của ta nhưng cô đã mắc phải bẫy của lưu phong ta còn muốn đến gần người hơn ấy chứ sai đoạn đi người đẹp chiếc dây vải lại quấn lấy toàn bộ cơ thể kim su yoen cô cũng bắt đầu trở nên hắc hóa lên đi chiến binh thủy thủ của ta cảm giác này thật tuyệt vời rõ thưa chủ nhân khúc lăng xương lo lắng gọi sao kim sao kim ngươi mau tỉnh lại đi á ngươi bị điều khiển rồi Kim Su Yuen liền lao vào đá mạnh khúc lăng xương. Không, giờ ta đang cảm thấy rất tuyệt. Cút ra. Khúc lăng xương cố phản kháng nhưng không được, thậm chí còn bị Kim Su Yuen ôm vào lòng trêu gẹo. Á, à, Hi Hi có muốn chị đây dẫn cưng đi chơi trò vui hơn không? Ô chà chà, lúc trước chị lại không biết cũng có một cơ thể nụt thế này đấy. Khúc lăng xương chỉ có thể nhẫn nhịn riêng gì. Khốn kiếp. Kim Su lấy ra chiếc khăn choàng trói khúc lăng xương lại và đè cô ra. Á à không, áo choàng của ta bị kẹt rồi sắp thua mất, ta sắp bị sa đọa rồi. Và thế là cả hai bị hắc hóa, quy dưới chân Lưu Phong. Chủ nhân, chiến binh thủy thủ sẵn sàng nhận lệnh. Ha 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 ha, quá trình sa đọa hóa hoàn tất các ngươi đều là của ta. Bên phía căn cứ thành Bắc tại tòa nhà bộ năng lượng lúc này, Lý Khoan vẫn đang đau đầu rên rỉ. Khốn kiếp, sao Lý Nhi của mình lại đụng phải họng súng của cao thủ cấp SS chết tiệt. Có vẻ cảm nhận được sự tham lam của gã nên tham lam cũng hiện hồn ngay cạnh, sắp thắng bảy luôn rồi. Ha ha bộ trưởng lý thế này là không định trả thù cho con trai mình sao? Lý Khoan giật mình đứng dậy, "Ai, lẽ nào ông lại hèn nhát như thế?" Nghe Tham Lam khiêu khích, Lý Khoan bước ra, "Là cô. Bộ trưởng Trịnh có thể giúp tôi sao?" Tham Lam lại nở nụ cười không mấy tốt đẹp, "Gia nhập với bọn tôi, viện trưởng Trịnh có thể cho ông sức mạnh để trả thù cho con trai mình." Sáng hôm sau, tại căn cứ thành Bắc, Lưu Phong đang phân công cho Kelly và Lý Hinh, "Được đó. Kelly, lý, lý Hinh, hai người dẫn đội bảo vệ nữ võ thần tấn công thu hút hỏa lực bọn tôi sẽ dùng cổng dịch chuyển vào khoang thả dù tấn công từ trên cao rõ được tiến hành thôi đồng thời khúc lăng xương cũng điều khiển xe tăng hỗ trợ xe tăng tấn công cùng lúc đó lưu phong đưa vô diện và nữ võ thần lên trạm không gian tại búa của thần sấm chúng tôi đến rồi oa wow. trạm tị nạn của chúng ta lại còn có cả một trạm không gian lưu phong tiến lên hỏi zero chuẩn bị xong khoang thả dù chưa đã chuẩn bị xong lâu rồi Laura tiến lên chỉ đường. Mời đi theo tôi, anh nhất định phải cẩn thận. Lưu Phong gật đầu tỏ ra biết ơn, vất vả cho cô rồi Laura. Laura lại tiến lên, hôn nhẹ lên má cậu. Tôi chờ anh bình an quay về, anh hùng của tôi. Được, nữ võ thần liếc đều họ mà hừ một tiếng. Cả ba người lên trên búa tho. Hừ, chuẩn bị xong rồi, xuất phát. Mục tiêu thành đông, chém đấu thú phá thành cấp SS. Búa của thần sấm, kích hoạt. Mục tiêu liền được kích hoạt bay lên ở trong búa to, lưu phong vẫn suy nghĩ không dứt không ngờ doanh trại thành bắc lại xuất hiện loại cặn bã như thế vừa nghĩ đến gia cảnh của cô gái kia là lại thấy khó chịu bỗng một giọng nói vang lên vẫn còn nghĩ đến chuyện ngày hôm qua sao lưu phong cậu giật mình nhận ra kelly đang xuất hiện trên video cồn thỉnh thoảng trong lòng anh sẽ nảy sinh nghi ngờ về quyết định của mình giữa thời buổi tận thế này bảo anh giết một người phụ nữ bị nhiễm virus anh có thể làm không chút do dự nhưng đôi mặt với tai họa cho chính đồng loại gây ra nhưng Kelly không để vào mắt, cô liền dạy cho anh triết lý nhân sinh, muốn sống thì nghĩ mấy cái có ích thôi, não thì tàn mà lương thiện quá. Anh đó anh nghĩ quá nhiều. Trước kia, khi chạm tị nạn của chúng ta còn nhỏ yếu, chỉ cần suy nghĩ đến việc làm thế nào để sống sót. Người chúng ta gặp đều là một vài kẻ có năng lực và nạn dân, hoặc các thế lực nhỏ, chỉ cần dùng sức mạnh đàn áp là được. Nhưng khi thế lực của chúng ta mạnh lên, cũng sẽ gặp phải thế lực mạnh hơn những thế lực này có nhiều phe phái, có loại tệ hại như cha con Lý Khoan cũng có quân nhân hết lòng vì dân như tướng quân Đông Phương, anh cũng sẽ chứng kiến những mặt đen tối và phức tạp hơn cả tận thế, nhưng anh chỉ cần dẫn dắt chúng em tiến lên thôi, còn lại chúng em sẽ giúp anh ngăn cản những ác ý từ các hướng khác. Cứ tiến về phía trước đi Lưu Phong, bọn em sẽ cùng anh đối mặt, đây cũng là ý nghĩa chúng em tồn tại. Lưu Phong giật mình khi nghe những lời này, nữ võ thần bên cạnh cũng nắm lấy tay Lưu Phong. Tôi cũng vậy, tôi cũng sẽ bảo vệ anh, thủ lĩnh. Tô Văn, Lưu Phong vô thức bật cười anh hiểu rồi sau lưng anh giao cho mọi người. Vô diện quan sát từ xa cũng khúc khích thích thú. Hi hi vị thủ lĩnh này cũng là khó lường, rốt cuộc điều gì đã giúp anh ta thu hút được nhiều nhân tài sẵn sàng hy sinh cả mạng vì anh ta như thế chứ. Ngay sau đó, một tiếng cảnh báo vang lên, cảnh báo, còn tách mặt đất 2340 m 10 giây sau sẽ va chạm với mặt đất, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Tàu đáp mạnh xuống đất, lưu phong bước ra, xuất phát, chấp hành nhiệm vụ tiêu diệt, chúng ta sẽ cho chúng ra đi với nụ cười trên môi để mình xem ai có thể ngăn cản thủ lĩnh lưu phong của trạm nhưng vừa oai chưa được bao lâu thì cậu lại đứng hình vì trước mắt là cả một đám thây ma đang chào đón tiêu rồi mình bị zombie bao vây rồi nhưng nghĩ nhiều làm gì chạy trước đã sự nghiệp vẫn quan trọng hơn vợ con chuồn là thượng sách tìm địa hình có lợi rồi phân công vô diện chúng nó không nhìn thấy cô cô tách ra lên đằng trước trinh sát đi tìm được boss thì báo cho chúng tôi vô diện vẫy tay mà bỏ đi thật ok thủ lĩnh cẩn thận đó đây rõ ràng là một cái bẫy tôi đi trước bái bai thủ lĩnh khi chạy được một lúc lưu phong quay sang gọi nữ võ thần tô văn đến lúc rồi nữ võ thần liền quay lại dùng súng bắn nổ chết một đám đông thây ma lưu phong vẫn tiếp tục chạy khi thầm nghĩ tuyến đường hành động của chúng ta đã bị tiết lộ trịnh thiên hùng hay là lý khoan phụ trách cung cấp vật tư có thủ với mình về rồi tính sổ với lão sau được lưu phong dừng chạy quay sang đám thây ma tưởng tao bỏ chạy thật chắc tao chỉ đang dụ bọn mày tụ lại thôi. Cậu lại kết hợp với tiểu pu, đeo cả thạch anh hồng vào để kích hoạt pháo ngắn bạch tuộc bản nâng cấp. Lưu Phong bay lên cao, sau đó quay lại kích hoạt tấn công trên không. Yamato Canon một phát tạo hẳn cái bánh donut lớn trên mặt đất. Ha ha, perfect, một phát hạ cả ổ luôn. Quả đã, bỗng một tiếng vỗ tay vang lên. Đúng là đặc sắc viên thạch anh sở hữu năng lượng mạnh mẽ đó là của nữ hoàng thiên tai đúng chứ. Lưu Phong cáu kỉnh quay sang nhận ra, lại là ngươi, hồng y giám mục nhưng lần này gã không đi một mình mà còn cùng ba kỵ sĩ thẩm phán dị đoan cấp S. Giáo chủ thần giáo quy nhất đã sớm biết ngươi sẽ tấn công từ trên trời, ta nhận lệnh của giáo chủ mai phục ngươi ở đây. Ở một nơi khác, Lý Hinh đang dùng ống nhòm quan sát. Trên trời một con ưng, dưới đất một con ngỗng. Ưng đường phía trước không có zombie mấy, nhưng Kelly rõ ràng là nghi ngờ. Nói nhảm, đây chắc chắn là bẫy, bên lưu phong trăm phần trăm là một cái bẫy. Lý Hinh nhớn mày, cho nên lần này chúng ta thất bại rồi, Cúc lăng xương từ trong xe tăng nhổm dậy. Chúng ta sử dụng nhiều tài nguyên như thế, kết quả kế hoạch lại bị địch biết. Hoặc là đối phương có vệ tinh giống chúng ta. Cô trở lại xe tăng, uống nước nhưng để nước rơi hết vào người. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ, Kelly? Kelly dù vậy nhưng vẫn rất kiên định. Không cần quan tâm những thứ đó, hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta đi. Cho dù là bẫy, bên lưu phòng cũng đã có chuẩn bị, không cần lo lắng. Lý Hinh đưa ống nhòm nhìn từ xa mà gợi ý. Vậy chúng ta đột nhập vào thị trấn Điềm Thủy như kế hoạch ban đầu, tìm con thú phá thành cấp SS đang trốn đi. Cả ba xe tăng liền lên đường. Xuất phát đến trấn Điềm Thủy, trấn Điềm Thủy, một thị trấn nhỏ ở mặt đông căn cứ thành Bắc nổi tiếng bởi con sông nước ngọt chạy quanh trấn, cũng là địa điểm quân đội trinh sát thấy có dấu vết của thú phá thành. Nhưng khi Lý Hinh bước vào lại có chút bất ngờ, sao lai không có bóng con zombie nào. Lần nào thế này tôi cũng có cảm giác sẽ xảy ra chuyện lớn. Chắc Lý Hinh nặng bóng vía nên Kelly liền lường cô. Im đi cái mồm thối của cô. Hề, hey, cô sốt sáng gì chứ? Đây là trực giác, biết chưa?" Khúc Lăng Sương lo lắng hỏi. "Vậy chúng ta nên làm gì? Tôi có cần lái xe tăng vào không?" Lý Hinh nhìn sang Khúc Lăng Sương và cổ lệ. "Tôi và Kelly chuẩn bị đến trung tâm thị trấn tìm kiếm, hai người lái xe tăng canh giữ ở đường vào thị trấn." "Rõ." "Sau đó là đến Gia Lôi và Anh Thiến. Hai người mang súng hạng nặng đợi ở giữa đường tiếp ứng cho chúng tôi, đường trong trung tâm trấn hắn, đảm bảo súng hạng nặng của các cô có thể bắn đến trung tâm trấn yểm trợ cho bọn tôi." Tôi và Kelly sẽ bắt đầu tìm kiếm từ bệnh viện trung tâm trấn. Kelly cũng gật gù, phương án không tệ, bắt đầu tìm kiếm từ bệnh viện để tập trung nhiều người nhất. Rõ, tại bệnh viện huyện, bước vào, xung quanh cũng chỉ toàn máu. Yên tĩnh quá, bầu không khí thật quỷ dị. Kelly, cô thấy thế nào? Nhưng Kelly cũng không vội vàng kết luận, không rõ, tình báo không đủ. Ngã tư thì đi lối nào? Kelly lại chỉ bừa một phía. Chúng ta đi lối bên phải trước thử xem. Nhưng khi mở cửa căn phòng cả hai liền giật mình. Chuyện này là sao? Sao chúng ta lại quay về đoạn ngã tư rồi? Kelly vội vã chạy trở lại trước khi quá muộn. Không đúng, chúng ta lập tức quay ngược lại xem sao, nhưng lại quay về chỗ cũ. Lý Hinh sợ hãi ôm lấy tay Kelly, giọng cũng trở nên lắp bắp. Ke ke Kelly chúng ta không gặp phải ma đưa lối chứ. Kelly liền chế giễu. Hóa ra cô sợ ma à. Lý Hinh liền đưa ra lý do rất thuyết phục. Zombie còn có thể giết, ma quỷ không nhìn thấy không sợ được, chẳng lẽ cô không sợ cô chỉ thẳng thừng đáp không sợ theo khoa học giải thích hiện tượng ma đưa lối nếu không phải do vấn đề từ trường thì là do con người gây ra không có gì kinh dị hết tình huống ở đây rất có khả năng là cách còn thú phá thành kia tạo ra để nhốt chúng ta chúng ta càng có thể xác định là đã tìm đúng nơi rồi nếu muốn phá vỡ tình huống này khi ở bên ngoài thì còn khó nhưng giờ chúng ta ở bên trong nên dễ hơn rồi hả cô nhìn lên phía trần nhà dù được nói hẳn như vậy nhưng lý hinh vẫn rất ngơ ngác trần nhà kelly đưa tay lên trần nhà làm phát nổ nó. Cô đần như con vượn mẹ ấy. Sau đó, kéo tay Lý Hinh nhảy lên trên, đúng như dự đoán, cả hai gặp mặt phải thú phá thành cấp 15 thần giáo quy nhất một trong tứ thiên vương liệt chỉ đăng ký sinh lên tường với một con mắt đỏ rực. Tìm thấy rồi chính là nó, tìm được nó rồi. Lý Hinh, mau. Lý Hinh loay hoay chạm vào Apple bồ bớt của mình. Đang làm đây, đợi tí tín hiệu vệ tinh bị cái gì đó chặn rồi, không khóa mục tiêu được. Kelly giờ mới nhận ra con quái vật trước mắt không tầm thường. Cái gì? cẩn thận nó đang tấn công cùng lúc đó ở nơi khác ngươi lại tới tìm chết lưu phong định lên tấn công thì nữ võ thần ngăn lại dừng lại còn hồng y giám mục thì đưa tay lên thì một vòng xoáy khiến nữ võ thần và lưu phong lại bị đổi cảm giác ha ha lần này ngươi không chạy thoát được đâu điên đảo chi giác cảm giác tứ chi của tôi bị đảo lộn một trong ba kỵ sĩ lao lên gào thét giết 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 ta ngửi thấy mùi của sức mạnh ta sẽ xơi tái ngươi đột nhiên tai nữ võ thần động đậy thế là tay cô cũng tự động đậy được. Trái phải, cô hết mình lao vào đấm gã tan nát đầu. Phá giải đảo lộn dây thần kinh, chết đi. Hồng y giám mục cũng dành lời khen. Ô, đúng là một chiến binh mạnh mẽ, chỉ bằng việc điều chỉnh đơn giản đã thích nghi được với điên đảo chi giác ngay lập tức. Lưu Phong cũng không chịu thua thiệt. Ngươi tưởng thế này là có thể làm khó được ta sao? Đừng có xem thường ta. Tiểu Pu, tiếp quản cơ thể tao, khởi động hình thái một, chế độ viễn trinh, mục tiêu hồng y giám mục. Hệ thống tiếp quản, khởi động chế độ viễn trinh, cơ thể cậu tự di chuyển, lao vào đánh gã như hồng y giám mục đều né dễ dàng, thậm chí còn chạy ra xa khiêu khích. Ha ha chúng ta qua bên đây đánh đi, đứng lại đấy cho ta. Nhưng khi cậu đấm mạnh vào đất thì hồng y giám mục né ra, đưa tay ý chỉ dừng lại. Đủ rồi dùng tay đi chúng ta đã cách ba kẻ giám sát đó đủ xa rồi. Lưu Phong vẫn nghi ngờ, ngươi lại giở trò gì, nhưng hồng y giám mục vẫn điềm đạm. Không không không, ta không chung trí hướng với giáo chủ, thông tin của thượng phụ lần trước là ta bảo cho ngươi đấy, ngươi quên rồi à lưu phong liền có chút khinh thường ngươi còn có mặt mũi nói nữa hả chém là gã thượng phụ bóng tối no một kia ảnh lắm mình vừa kết quả dính một phát vũ khí không gian là về chầu rồi hồng y giám mục có cả một con sông quê mà chỉ biết hắng giọng khu ai biết ngươi còn có vũ khí bí mật này lưu phong không rông dài vào luôn chuyện chính nói đi chuyện gì đội hợp tác với ta ấy hả ta không kết bạn với loại quái vật sáu tay như ngươi đâu đúng là cạn lời luôn còn có cả zombie nội gián nữa hả? nhưng lưu phong phòng thủ quá hớ hênh làm phản cả đội nha ngươi còn ở đấy nói ta là quái vật sáu tay ngươi không nhìn lại mình xem cộng đồng xúc tu thì ngươi có tận tám cái tay đấy giống người chỗ nào hả có lẽ liên quan đến việc trước tận thế ta là một học giả nghiên cứu ta khá là lý trí gã lại gần e thẹn sơ sơ viên hồng ngọc trên ngực lưu phong viên thạch anh huyết thần này chứa rất nhiều năng lượng muốn nghiên cứu thử xem quá nói nhanh đi có chuyện gì ta muốn làm một giao dịch với ngươi mặt gã liền trở nên nghiêm túc lại ta có thể giúp ngươi xử lý ba thứ ngu si đang tấn công đồng đội ngươi đồng thời nói cho ngươi biết vị trí của thú phá thành và mục đích của giáo chủ quy nhất mà ta chỉ có một thỉnh cầu hy vọng ngươi giúp ta được gặp nữ hoàng thiên tai một lần ta có việc cần tìm cô ta nhắc đến ai không nói nhắc đến sugar mommy của cậu là giật mình liền cái gì ta chỉ có thể giúp ngươi nói với gì ấy gì ấy có gặp ngươi hay không thì không biết nhưng hồng y giám mục liền nhanh chóng đồng ý chốt kèo thế đã là tốt lắm rồi được rồi giờ chỉ còn lại giải quyết bà. Chưa nói hết câu thì sau lưng có vụ nổ lớn. Hồng Y giám mục sững sờ nhìn lại, tên kỵ sĩ bị đánh cho tan xác, phụt cả máu không toàn thây. Cái gì? Nữ võ thần nắm đầu một tên bước đến. Ba tên rác rưởi này không xứng để thủ lĩnh ra tay. Bên phía Lý Hinh lúc này, cô đang cố gắng bắn những chiếc xúc tu có ý định tiến đến tấn công nhưng chúng đến ngày càng đông. Kelly cô liền lao lên chặn lại cho Lý Hình. Có ngay, nhưng những đòn đánh của họ có vẻ đều là không có ích. Tốc độ tái sinh nhanh quá, vượt qua cả tốc độ phân giải của tôi không hổ là thú phá thành cấp SS. Lý Hinh não tàn giờ mới lốt xong. Tôi hiểu rồi, thú phá thành đã hợp thể với tòa nhà này, dùng năng lực ma đưa lối kia để che chắn tín hiệu. Còn Kelly thì đang còng lưng nghĩ cách. Vậy thì đơn giản, dùng năng lực của cô kéo tôi ra ngoài, để nữ võ thần dùng súng hạng nặng bắn phá tòa nhà này từ bên ngoài. Lý Hinh liền nắm lấy Kelly từ sau lưng, thời gian đối với Kelly liền dừng lại. Bám chặt nhé Hồ Ly tinh, tôi chuẩn bị bắt đầu xông ra đây. Lý Hinh mở cửa nhanh nhất có thể, chạy ra ngoài. Ok thành công thoát khỏi phòng boss, chạy được một khoảng khá xa. Nhưng đang chạy nửa đường thì không ổn hết thời gian rồi. Kelly vẫn còn đang ngơ ngác. Thời gian đừng yên kết thúc rồi, đã thoát được chưa? Chưa vẫn chưa thoát được ra ngoài, cả tòa nhà này đều là cơ thể của nó. Nhận ra cánh tay của nó đang lao đến, Kelly nhắc nhở. Lý Hinh, cẩn thận đằng sau. Cẩn thận, xúc tu đến rồi. Nhưng do lực vừa mất khiến cô ngã vào cơ thể Lý Hinh. Dầm. Ui da Kenly, cô đè lên tôi. Lý Hinh, cô không sao chứ? Thứ gì vậy? Nặng quá hà. Con thây ma sắp tấn công đến nơi rồi mà cả hai vẫn còn phát cơm chó. Nó không chịu được mà lao lên còn nhanh hơn. Khốn kiếp, thịt của cô dồn hết vào ngực hả? Quay lại phía Lưu Phong lúc này. Hồng Y dám mục nhìn nữ võ thần trước mặt mà không khỏi dè chừng. Đúng là đáng sợ, mình tưởng cô ta sẽ không cần nói chứ. Không ngờ cuối cùng lại giết ngược được cả ba tên cấp S chẳng lẽ cô ta cũng là cấp vực sâu SS như mình trạm tị nạn này đúng là toàn nhân tài ẩn mình là bài tẩy bí mật tầng tầng lớp lớp nghe nói cô ta còn là ghen nguyên bản của tất cả bạo quân đến ban đêm ở ngoại ô lưu phong đang đốt lửa ngồi nghỉ ngơi không ngờ mọi chuyện lại đến nước này cậu nhớ lại lời của hồng y giám mục mà không khỏi suy ngẫm thu phá thành cấp s của chỗ này đang nấp ở đầm lầy trong khu rừng cách đây không xa ta tin bằng thực lực của các ngươi giết nó không phải việc khó khăn gì khó là làm thế nào để dụ nó xuất hiện vì nó là quái thú khổng lồ được giáo phái ta sản xuất ra chuyên môn để xử lý xác thối đồng thời là chúa tể ăn mòn giỏi ẩn nấp trong đầm lầy còn về giáo chủ của bọn ta nó tấn công thành chỉ là để thu thập năng lượng máu thịt phục vụ việc tiến hóa giờ không biết nó đang trốn ở đâu chờ khoảnh khắc thành bị thất thủ lưu phong lẩm bẩm lại từ khóa mà phàn nàn giáo chủ thần giáo quy nhất thu phá thành cấp sss lắm chuyện quá đột nhiên từ ngoài lêu giọng nói vang lên ngày mai vào rừng tìm nó hình như áo giáp sau lưng tôi bị tuột rồi giúp tôi chỉnh lại chút được không nhìn nữ võ thần đang mặc hở hang muốn lao vào cậu như hổ đói mà mặt lưu phong biến sắc tô văn cô nói dối tệ quá đấy nhưng cậu vẫn tỏ ra bình thường tới đây tới đây nữ võ thần nằm xuống dưới cơ thể nuột nà và đi chủ nhân làm phiền anh lưu phong lại sốc thêm lần nữa cậu tiến đến chạm vào vòng ba khiến nữ võ thần lại cắn răng giật này để tôi kiểm tra kỹ lại ở đây thế nào lưu phong nhận ra mà tiến đến kiểm tra cánh tay xem ra cơ thể cô tích tụ không ít mệt nhọc. Thế này là không được, phải loại bỏ hết mệt nhọc ra ngoài. Nào, phải đối xử tốt với chính mình chứ. Vừa nói lại vừa nắm tay, não nữ võ thần lại kích hoạt theo chiều hướng khác. Mật mã mệnh lệnh, đối xử với bản thân tốt một chút, đã nhận lệnh. Nữ võ thần liền đè lưu phong xuống, bắt đầu vào chế độ trả ơn. À, thủy thủ nữ võ thần lại đến trả thù cho chị em mà đấm vào tường căn cứ lưu phong liên tục. Nay mát ra đây cho ta, trả các chị em lại cho ta. Lưu Phong lại bước ra đầy hào nhoáng. Ha ha ha, ngươi đến tìm ta sao? Ha ha, không chỉ bọn họ, ngươi cũng sẽ trở thành thuộc hạ của ta thôi. Dù là thủy thủ nhưng chị đây chơi theo sát thương vật lý, cô dùng nắm đấm lao vào cậu. Nắm đấm sắt thủy thủ, Lưu Phong bị đánh bổ vào tường mà gầm gừ. Đau đấy. Nữ võ thần lao lên siết chặt cổ Lưu Phong. Đầu hàng đi, đầu hàng, không thì chết. Nhưng Lưu Phong vẫn bật cười khoái trá. Ha ha, đỡ chiêu này của ta đi cậu lấy lên một chiếc đồng hồ đưa qua đưa lại với quả trí lực còn thấp hơn lưu phong thì thay nhắm mắt cô quyết định nhìn theo đồng hồ con lắc cái gì bị thôi miên rồi cậu lao vào ụp mặt vào hai quả bánh báo hì hì ôm ta để thử mệnh lệnh khác xem ngồi xổm rõ giơ chân lên rõ cậu tiến đến xoa xoa đùi mà cảm khái ha 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 thật nghe lời xác nhận an toàn ngươi đã là của ta vậy ta không khách sáo nữa lưu phong lao vào từ sau lưng dùng dây chói để hắc hóa cô ha 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 ta sẽ khiến ngươi xa ngã ngươi là của ta tiêu rồi một lát sau nữ võ thần hắc hóa chiến binh thủy thủ đen lại ra trận ha ha đứng dậy đi sau này ngươi sẽ là con chó trung thành của ta ta chỉ đâu ngươi đánh đó rõ thưa chủ nhân quay lại phía kelly lúc này thấy con thầy ma đến kelly vội ôm lý hinh vào lòng che chở cẩn thận bị ụp vào hai cái bánh bao to gần bằng cái tòa nhà mà lý hinh đỏ bừng mặt ai ra mình mình hơi chóng mặt Cuối cùng mình cũng hiểu tại sao Lưu Phong suốt ngày si mê cô ta rồi. Kelly đưa tay ra, sử dụng dị năng cố cầm cự trong khi nhắc Lý Hinh, "Nhanh, di chuyển đi." Cô cũng nhanh chóng mở đại một cánh cửa. "Bên này, nhưng sao chúng ta lại quay về ngã tư nữa?" "Chết tiệt, con thú phá thành cấp SS kia muốn dùng dị năng nhốt chúng ta lại, không để chúng ta ra khỏi đây." Bỗng nhiên cánh tay của nó lại lao về phía Lý Hinh. Kelly chỉ đại vô một ống thông gió gần đấy. "Quy tắc cũ." loại dị năng kiểu từ trường này có thể phá từ bên ngoài vào ống thông gió cả hai đồng thời nhảy vào lý hinh rên lên một tiếng ui ya. sao tôi thấy chật quá phải đè áp với hai cái bánh bao của kelly mà lý hinh áp lực ngang không sao đi thêm vài bước nữa là đến nơi lý hinh rõ ràng là thành khát nhưng vẫn phải chú tâm vào nhiệm vụ kelly cô tuyệt đối dùng có cử động linh tinh tôi sợ lưu phong hiểu lầm kelly thì lại nổi máu ghen ừ cô gái cô tưởng cô với lưu phong có quan hệ gì Tôi không biết sao. Lý Hinh cũng có chút ngạc nhiên. Cô biết hết rồi. Kelly liền châm chọc. Vậy cô? Bình thường động tĩnh của các cô lớn như thế, bị điếc cũng nghe rõ có được không? Giờ là tận thế, là thời đại mà bất kỳ đạo đức hay luân lý gì cũng đều bị phá vỡ. Anh ấy thích ai là tự do của anh ấy. Hơn nữa nhiều phụ nữ thích anh ấy như thế, chẳng phải chứng minh anh ấy rất xuất sắc sao. Hơn nữa cô cũng xem như là một trong những người phụ nữ theo đuổi anh ấy sớm nhất. Nếu là cô thì tôi đồng ý, Lý Hinh cảm động mà che miệng vì Kelly hiểu chuyện đến đau điểm ngờ. Đúng là hồ ly tinh có khác, thế mà cùng đoán được, có điều cô ta thế mà lại nghĩ rằng Lưu Phong chỉ có mình với cô ta không phải chứ, không phải chứ. Vừa nghĩ đến đây là cơ thể mình lại run lên không kiềm chế được, ôi trời ạ, à, cái đam mê đáng chết này. Tôi rất mong được nhìn thấy về mặt sốc điếng người của cô lúc đó đấy. Cơ thể run lên, hơi ấm cứ phà vào mặt Kelly, khoảnh khắc hai người sắp vồ vào nhau đến nơi thì quái vật lại lao vào, đẩy mạnh hai người môi chạm môi. Sáng hôm sau, Lưu Phong thức dậy sau một đêm mặn nồng trong chiếc gối của nữ võ thần. A, à, hương vị của nữ võ thần đúng là không tệ. Sau đó cả hai đều thức dậy đi vào rừng. Giám mục nói con thú phá thành kia ở trong rừng rậm. Hôm nay nhất định phải tìm được mục tiêu, sau đó giết chết nó. Chúng ta có nội gián giúp đỡ, nhất định có thể dễ dàng tìm được nó. Đang đi thì bỗng Lưu Phong khựng lại. Địch cái đầm lầy rộng thế này, biết tìm kiểu gì? Cậu mở Apple WhatsApp để liên lạc với vô diện. Tình huống bên cô thế nào rồi? nhưng chỉ thấy màn hình rè không có tín hiệu tô văn bắn một phát trước đi thử xem có thể ép nó xuất hiện không võ nếu võ thần đưa đại bác lên bắn xuống đầm lầy tung tóe nhưng bên dưới vẫn không chút dao động thế mà lại không có phản ứng gì sao con thú phá thành này lại hành quá vậy cậu nhìn về chiếc sừng liễu cơ đưa mà nhớ lại lúc cô nói sừng của ta còn có một tác dụng có thể liên lạc với ta từ xa có vấn đề gì có thể làm phiền bất cứ lúc nào cậu thầm ngẫm nghĩ nơi này là rừng rậm là lúc sử dụng vũ khí bí mật sừng liễu cơ tặng mình cậu nhắm nghiền mắt gắng giao tiếp liễu cơ nghe thấy không tôi có việc muốn nhờ cô giúp liễu cơ cũng cảm nhận được mà vô thức mỉm cười ồ cục cương sao lúc này lại nhớ đến chị thế lưu phong cảm nhận được liễu cơ nên cũng thả lòng hơn tôi phải tìm một con thú phá thành đang trốn trong rừng rậm cần cô giúp đỡ liễu cơ khẽ bật cười mà nắm lấy thời cơ chuyện này rất đơn giản với ta chỉ cần dịch chuyển đến đây chơi với ta ba ngày ta sẽ giúp người. Hà, bên phía Lý Hinh lúc này, cô vẫn đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Mình thế này có tính là đội nón xanh cho Lưu Phong không? Cảm giác này kích thích quá, nhưng Kelly liền nhắc cô thoát khỏi cơn mơ. Cô hôn đủ chưa? Ấy, hai quá đà rồi. Kelly đưa tay ra kích hoạt phân tách phân tử tạo ra vụ nổ lớn, anh Thiến và Gia Lôi cũng nhìn thấy cảnh này, bệnh viện có vấn đề. Kelly lúc này cũng vừa hay cõng Lý Hinh chạy ra kịp, thoát ra được rồi. Nữ võ thần nhận được tin chưa thú phá thành đã dung hợp làm một với bệnh viện, cho nổ nóc bệnh viện để thuận tiện cho vũ khí không gian ngắm bắn đi. Đã rõ, anh thiến nả một viên đạn cực đại về phía bệnh viện. Con quái phá thành cũng từ đó hiện rõ hơn. Boss lên sàn, xuất hiện rồi, thu phá thành SS là nó sao? Khóa mục tiêu nhanh lên, Lý Hinh loay hoay cố gắng liên lạc. Trạm không gian nhận được tín hiệu chưa? Laura nghe thấy cũng vội vã phản hồi. Đã nhận được, vừa rồi các cô mất tín hiệu, đã xảy ra chuyện gì? Con thú phá thành này đã hợp thể với bệnh viện, còn có từ trường có thể chặn tín hiệu, chúng tôi khó khăn lắm mới thoát được khỏi từ trường, giờ tòa nhà đã bị phá hủy, khóa mục tiêu vào nó đi. Hiểu rồi. Lao ra vội kích hoạt búa thần sấm khóa mục tiêu. Khóa chặt mục tiêu, chuẩn bị bắn. Hệ thống đưa lên thông báo, 3 giây sau tấn công. Bắn. Một viên đạn hủy diệt lao xuống chỗ của đám người Lý Hinh, tạo nên vụ nổ xung kích lớn. Quay lại chỗ Lưu Phong, cậu há hốc mồm kinh ngạc, có vẻ muốn phản đối. Lại nữa? còn tận ba ngày. Liễu cơ khẽ ưỡn người nghỉ ngơi. Phải, chị đây đang chán muốn chết, hơn nữa tranh thủ bây giờ nữ hoàng thiên tai không thể động đậy, ta muốn chơi trò kích thích chị ta ngay trước mặt chị ta. Lưu Phong lại càng có vẻ bất bình hơn, chồng không cũng gian dối trước mặt vợ. Liễu cơ lại buông lời trêu chọc cậu như Kawas. Lưu Phong, ngươi cũng không muốn sau khi nữ hoàng thiên tai tỉnh lại biết chuyện này nhỉ. Sao nào em trai ngoan, Lưu Phong liền tỏ ra cương trực, không cần dựa vào phụ nữ. Đủ rồi Liễu cơ, Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô, đừng có đùa vớ vẩn, nếu gây phiền phức cho tôi. Liễu cơ hỏi nhẹ. Hai ngày, Lưu Phong không ngần ngại mà lật mặt. Chốt đơn luôn. Liễu cơ đắc ý ra lệnh. Vậy ngươi đặt cái sừng ta tặng xuống đất đi, yên tâm, làm thế không tiêu hao sừng của ta đâu. Lưu Phong nghe theo. Thế này, Liễu cơ khẽ tập trung vào tiềm thức. Đợi chút. Tìm thấy rồi, con thú phá thành kia ở phía đông cách ngươi 2 km. Lưu Phong vội mừng rỡ. Được, xuất phát thôi. Liễu cơ ngắt lời, nhưng hãy cẩn thận. Vừa rồi ta thăm dò hình như đã đánh động nó rồi nó đã cử thuộc hạ đến ngăn cản ngươi. Vừa nói xong thì đám zombie đầm lầy đã ngoi lên hiện hồn. Chật lại nữa. Đám thây ma lao vào cậu vồ vập, chiếc mồm nó mở to, trước khi Lưu Phong kịp làm gì thì bỗng một nhát súng bắn xuyên qua miệng nó. Dô, mã đầu tể, lâu rồi không gặp, nhớ tôi chứ. Lưu Phong giật mình, quay sang nhận ra đó là virus. Quay lại chỗ Lý Hinh, sau khi chịu sự xung kích mạnh mẽ của Tho, con quái vật cũng chịu không ít thương tích, còn nhóm lý hinh cũng chịu ít nhiều áp lực từ vụ nổ bắn chúng rồi chúng ta tới viện trợ cho họ lý hinh đắc ý cười khi nhìn vào chiếc hố tàn dư sau vụ nổ ha ha làm thịt nó rồi ha ha tiểu đội nữ chiến binh chúng ta thành công hoàn thành nhiệm vụ thành công đương nhiên thế này có gì khó bên phía viện nghiên cứu tại căn cứ thành bắc rồi tham lam vẫn đang dụ dỗ lý khoan bộ trưởng lý khoan ông suy nghĩ đến đâu rồi quyết định trả thù chứ trả thù lưu phong và căn cứ thành bắc khi rút lui, viện trưởng trịnh cũng sẽ dẫn ông theo. Gã ta vẫn do dự mà yếu ớt đáp, có nhất thiết phải làm tuyệt tình đến thế không? Căn cứ thành bắc, thật sự sẽ bị hủy diệt sao? Thấy sự kích động của gã, tham lam thoáng chút đắc ý trên mặt. Lần này thành bắc khó mà thoát được kiếp nạn này, trịnh thiên hùng cần lối vào thành bí mật trong tay ông. Lý khoan lại kích động hét lên, chẳng lẽ, các người muốn. Hơn nữa hắn là cấp SS, có lẽ sẽ không dễ chúng bẫy chết thể đâu. Tham lam thể hiện rõ sự đắc ý, sắp đặt bẫy cho dù hắn không chết cũng sẽ bị giữ chân ở bên ngoài mà bọn ta cần con đường bí mật trong tay ông tấn công cả trong lẫn ngoài khiến danh trại thành bắc thất thủ trước ở khu vực bộ chỉ huy thành bắc lúc này một vị quan chức đến báo cáo cho đông phương tướng quân báo cáo trạm trưởng lưu gửi tin nói bên đó đã thành công rồi ông khẽ mỉm cười tốt giải quyết được một con người quan sĩ lên tiến lên tướng quân không xong rồi theo tin tức tiền tuyến gửi về con thú phá thành cuối cùng ở thành bắc đã tấn công Zombie bốn phía, bắt đầu tấn công như điên không màng thiệt hại. Mặt Đông Phương tướng quân lại lần nữa biến sắc. Cái gì? Lúc này lại xông đến tấn công, chúng đã nhận ra gì rồi sao? Bên phía Lưu Phong lúc này, Virus thẳng tay ra lệnh, nổ súng. Đó. Chỉ phút chốc đám thây ma đã gục thành hàng, Lưu Phong cũng cảm thán. Quá xịn sò. Virus, cô xuất hiện rất kịp lúc. Lâu rồi không gặp, Virus, sao có lại muốn đến tìm tôi? Virus tiến đến suýt nữa thì dẫm vào con chích chòe của lưu phong tôi nhận lệnh bí mật của trịnh thiên hùng đến giết anh mặt lưu phong lại tối đi khi nhắc đến tên gã cái gì trịnh thiên hùng ha ha tôi hiểu rồi cô tấn công đi có giỏi thì cứ mưu sát chồng mình virus cũng dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu được thôi nghiêm túc đi tôi không đùa với anh lần này anh chết chắc rồi mã đầu tể nghiêm túc lên cho tôi nhưng trường phát và hồng mạo ma lại nhìn thấu hồng trần mà bàn tán sao tao cứ cảm giác lần này sếp mượn lý do treo thưởng đến tìm mã đầu tể hẹn hò còn tiện thể làm tí thịt trịnh thiên hùng luôn hừ phụ nữ virus đỏ mặt xấu hổ khi bị bọn đàn em nói chúng tim đen mà đấm lưu phong cái tên đần này anh im mồm đang tức giận bỗng lưu phong lại dùng vẻ nhẹ nhàng hỏi virus lần này định ở lại bao lâu cô lại lần nữa trúng tiếng xét ái tình a à, bảnh quá đang ân ái thì bỗng thú phá thành cấp ss chúa tể đầm lầy lao lên khiến bùn bắn tung tóe lưu phong bật cười đắc ý ha ha không sợ mày xuất hiện chỉ sợ mày cứ núp trong vỏ ốc thôi virus há hốc mùm tự nhiên đây chính là mục tiêu của anh con thú phá thành đưa tay đấm lưu phong nhưng cậu đã kịp kích hoạt giáp không chế kết hợp với tiểu pu muốn đánh bại tao không dễ thế đâu phòng thủ chế độ hai giết ngược laura bắt đầu cho búa thần sấm khóa mục tiêu laura mở tia laser xác định từ trên vũ trụ xuống cả chắn con thú phá thành đã rõ búa thần sấm bắt đầu xác định mục tiêu laser xác định mục tiêu. Nhưng con quái vật có lẽ cũng cảm nhận được sự đe dọa mà núp xuống đầm lầy. Virus vội viện cớ mỉa mai. Anh không được rồi, mã đầu tể. Lưu Phong cũng tức giận. Địch, thế mà nó lại trốn xuống đầm lầy thế này thì không thể khóa mục tiêu nó được. Virus liền nghĩ ra cách. Dụ nó ra đi, tôi trói nó lại giúp anh. Được. Lưu Phong tiến đến phía sừng của Liễu Cơ. Đang cảm nhận. Bỗng một tiếng soạt vang lên ở bên góc. Bên kia. Tô Văn, cho nó một phát. Nữ võ thần cầm đại bác bắn mạnh vào nó thu phá thành định lao vào đánh trả thì virus dùng roi ra lao lên trói lại làm tốt lắm xem tôi đây nữ võ thần lao vào đấm khiến thú phá thành ngay lập tức bị choáng đồng thời lao ra cũng thấy được thú phá thành mà kích hoạt bùa thần sấm khóa mục tiêu thành công đúng lúc này thú phá thành lại giật mình vì cảm nhận được sức mạnh kỳ lạ sau lưng đó là vô diện leo lên lưng nó đâm dao mạnh mẽ vào bắt được máy đội nhóc to xác lưu phong vui mừng làm tốt lắm vô diện cuối cùng cô cũng xuất hiện. Đồng thời lao ra cũng đã hoàn thành kích hoạt búa thần sấm. Bắn, một vụ nổ lớn xảy ra, Lưu Phong lặng lẽ rời đi. Làm tốt làm mọi người chúng ta thắng rồi, không gì có thể ngăn cản chúng ta. Hệ thống hiện thông báo nhiệm vụ hoàn thành, thành công đánh bại thú phá thành cấp SS. Thưởng 200.000 tích phân, 50 lõi năng lượng, 10 xe tăng chiến đấu. Đến buổi đêm, Lưu Phong lại ngồi trên chiếc giường quen thuộc với câu châm ngôn quen thuộc. Được, hôm nay phải nghỉ ngơi đầy đủ, ngày mai còn về thành nhưng đúng như tình huống quen thuộc virus lại bước vào mã đầu tể muốn chơi cờ với chị không lại với vai trò thủy thủ virus hi hi nai cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi lưu phong vẫn vẻ mặt đắc ý đấy ngươi lại là ai lại là một người phụ nữ không sợ chết virus liền lao vào cậu chiến binh thủy thủ sao hỏa tấn công không hiểu từ lúc nào cô đã ở ngay cạnh lưu phong xuất hiện bất chợt cậu bị cô trói lại ôi trời nai mát đừng quên ta sở hữu năng lực dục vọng dục vọng thoát hiện, dây chói dục vọng, Lưu Phong bị khống chế mà cơ thể run rẩy hét lớn, "Tôi muốn được làm chó của quý cô virus." Virus đắc ý mà tự mãn, "Ái chà chà, xem ra nay mát tiếng tăm lẫy lừng cũng chỉ đến thế mà thôi. Có vẻ như lần này là ta thắng." Nhưng đột nhiên Lưu Phong lại dùng chính roi đang chói mình siết lấy cổ cô, "Cái gì hì hì, đừng có mõm, nếm thử mùi vị dây da của chính mình đi." Cậu khẽ thì thầm vào tai virus khiến hơi ấm phả ra nghe nói dây da của ngươi có thể khiến người ta bộc lộ dục vọng sâu trong lòng giờ ngươi cũng bị trói chặt rồi cơ thể virus cũng run rẩy theo không ổn mình không thể nói được cô vô thức mà lẩm bẩm nay mát ngầu quá ta muốn chơi cờ với hắn mình sa đọa mất rồi lưu phong bật cười khoái trá trước vẻ chống cự yếu ớt của cô ha 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 ta lại thắng rồi ra đây đi chiến binh thủy thủ của ta ha 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 từ nay ngươi sẽ là của ta virus ngoan ngoãn ngồi trong lòng lưu phong tuân lệnh chủ nhân của ta